chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Xuất hiện đợt chiều cường mới ở ven biển Đông Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 đến 5 tháng 11, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện đợt chiều cường, mực nước tại trạm Vũng Tàu khả năng ở mức dưới 4 mét. Hiện mực nước ven biển phía đông của Nam Bộ có xu hướng tăng theo chiều cường. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu lúc 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 là 3,83 m. Dự báo từ chiều tối 2 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau có mực nước là 3,9 đến 3,95 m. Thời gian xuất hiện mực nước lớn từ 0 giờ đến 4 giờ và từ 12 đến 16 giờ hàng ngày. Khu vực có nguy cơ ngập do chiều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ. Cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng theo thủy triều. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,95 đến 4 m. Đến ngày 6 tháng 11, mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu ở mức 2,5 m, tại Châu Đốc ở mức 2,5 m, mực nước tại các trạm hạ lưu ở mức báo động 2 đến báo động 3. Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, chiều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều. Ngoài ra, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ, khả năng xuất hiện 5 đợt chiều cường. Đợt 1 từ ngày 15 đến 19 tháng 11, đợt 2 từ ngày 1 đến 6 tháng 12, đợt 3 từ ngày 13 đến 17 tháng 12. Đợt 4 từ ngày 29 tháng 12 năm 2024 đến ngày 4 tháng 1 năm 2025 và đợt 5 từ ngày 13 đến 16 tháng 1 năm 2025. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu trong giai đoạn này có thể đạt 4,3 m trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 giờ ngày 17 tháng 11. Các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao, khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do chiều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Mưa và chiều cường ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến thế nào? Ngày 1 tháng 11, thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đơn vị vừa có bản tin dự báo nguồn nước từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11. Theo đó, trong những ngày tới, mưa trên vùng đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp, phổ biến từ 20 đến 50 mm và có xu thế tăng. Cụ thể, tại trạm Thạnh Hóa, Long An, dự báo ngày 1 tháng 11 là 3,9 mm, đến ngày 4 tháng 11 là 4,4 mm. Tương tự trạm Bến Tre lần lượt là 4,3 mm và 7,2 mm, trạm Vĩnh Long 6,8 mm và 7,1 mm, trạm Cần Thơ 3,9 mm tăng lên 11,6 mm. Còn Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông đồng bằng sông Cửu Long lên chậm trong 24 giờ qua. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, đỉnh chiều cao nhất ngày thực đo tại các trạm ở mức như sau: trạm Cần Thơ 1,75 m dưới báo động 1 0,05m, trạm Mỹ Thuận 1,65 m ở mức trên báo động 1 0,05m. Trong những ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lên chậm theo kỳ chiều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh chiều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 3 đến 4 tháng 11 và ở mức như sau: trạm Mỹ Thuận ở khoảng 1,85 đến 1,9 m trên báo động 3 0,05 đến 0,1 m. Trạm Cần Thơ 1,9 đến 1,95 m xấp xỉ hoặc trên báo động 2 0,05 m. Các trạm vùng cửa sông ở mức báo động 1 đến báo động 2, riêng trạm Gành Hào xấp xỉ báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu ở cấp 2. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam,
Tuy lũ hiện nay trên các trạm thượng nguồn Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long đã xuống thấp, nhưng chiều cường từ nay đến cuối năm 2024 dự báo ở mức cao. Mặt khác, theo nhận định của các tổ chức trong và ngoài nước, từ nay đến cuối mùa lũ vẫn còn khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có nguy cơ gây mưa lớn trên lưu vực, hạ lưu sông Mekong. Vì vậy, Viện kiến nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo. Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ liên tục mưa lớn, kết hợp với chiều cường khiến nhiều khu vực trong nội ô thành phố bị ngập nặng. Có nơi trong nội ô Cần Thơ, mực nước cao từ 50 đến 70cm nên nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng tài sản. Cụ thể, mưa lớn trong 4 buổi chiều, từ 14 đến 17 tháng 10 khiến tình trạng kẹt xe liên tục diễn ra, dù được lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết và hỗ trợ người dân. Trước các cổng trường, mưa lớn đúng lúc tan học nên rất nhiều phụ huynh và học sinh phải vật lộn trong vùng nước ngập sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, hai ngày qua, mực nước trên sông Hậu tăng cao theo kỳ, chiều cường giảm tháng 9 âm lịch, kết hợp với mưa lớn và lũ thượng nguồn đổ về. Mực nước ghi nhận trên sông Hậu sáng 17 tháng 10 tại trạm Thủy văn Cần Thơ là 2,11m, nhưng đến lúc 17 giờ thì lên mức 2,12m, vượt mức báo động 3, cao hơn hôm qua 12cm. Theo dự báo, chiều cường sẽ tiếp tục tăng và mưa vẫn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, nên nội ô thành phố Cần Thơ có thể tiếp tục ngập sâu. Công điện ứng phó với mưa lớn ở Trung Bộ. Ngày 1 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện số 8248 điện các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 6 tháng 11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Địa phương tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa, đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm giao thông, an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.